Ok, hello xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Sabata. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục tới game Elden Ring. Vì trước mình có thể đã đi tới một cái nơi kiếm được cái thành Greatsword mà. Sau khi mình nâng cấp cái thành này, mình lên chữ to tổ bố luôn. Tân ồn này thôi. Coi có được cái gì không? Ồn cái miếng coi. Con này có hại tay. Không cho gì hết à? Không cho nói chuyện. Ổn thôi. Thế thôi à? I am pleased. Would you like the blessing? No, no, no. Đi ra. Giờ mình sẽ đi hỏi chuyện con bé này với thằng thợ rèn. Kể lại điều lão thợ rèn, ngài cho rằng tôi có tiềm năng gì đó. Tôi không tin điều đó, nhưng mà cái đó sự thật thì tôi nghĩ nó chẳng có gì đặc biệt. Ok, đương nhiên rồi, con này sẽ nâng cấp mà phép hồn. Tôi có thể nói ông ấy có một linh hồn tốt bụng sau tất cả. Tôi muốn chút về khả năng luyện hồn à. Ok, đương nhiên rồi. Thì nó nói chuyện. Có khả năng thì cho bố mày học. Bố mày rất cần. Không lại lộn chỗ. Cô này rộng quá chả biết đi là đi hay đi nhầm. Này chứ. Kể không? Back already, no matter. Vì con bé làm sao rồi? Ông phải chăm sóc con bé chứ. Mất trí rồi sao? Ai là muốn lẻo đẻo thêm một lão già mọi rợ chỉ biết rèn. Nực cười. Con bé sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu. Con bé đã muốn rồi. Ta không tin nữa. Ông lại không tin. Nói chuyện với con bé nè. Ông tin bé ơi. Hỏi ông thôi. Back already, no matter. Không chịu em luôn. Coi con bé có tới không? Con bé đây nè, con bé này nè. Con bé cởi y phục áo đỏ ra luôn. Chuyện vọng. Well, I took you no matter, it's all out your own. Bé này, ta nói chuyện với con bé. Nó có tài luyện linh hồn. Thế này ta đã dạy cho nó những gì mà ta biết. Nó từng mất nợ một người luyện linh hồn rất lâu từ trước đây. Người ta chỉ có thể làm vậy để chi ăn cho cô ấy. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ ngươi. Ngon. Hello con bé ơi. Rất vui gặp lại người. Rất là cảm mọi người. Là đã thuyết phục thầy để giúp tôi đúng. Nhờ vậy thầy đã dạy rất nhiệt tình. Kỹ năng luyện linh hồn cao quý. Tôi không rõ rằng mình có thể đi được bao xa. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể cố gắng hết sức để giúp ngài. Nó cũng thể là niềm an ủi cho tất cả những ai đã từng bị cấy ghép. Đứa lạ là luyện hồn thực tập. Rất vui được đáp ứng nhu cầu của ngài. À, rất là cái lão kia hồi xưa là có một người luyện linh hồn. Nhưng mà người đó đã mất. Mà trừ vừa rồi mình có gặp con này kêu là nó linh hồn luyện biết một chút về thuật luyện linh hồn. Nên lão này mà nghe được lão nhớ lại lão muốn giúp. Nên lão dạy rất nhiệt tình nhằm bù đắp những gì hồi xưa. Thôi, luyện linh hồn. Luyện lên. Luyện cái đám này lên. Lũ sói này thấy ngon hơn
lựa chọn. Nên gọi là lũ sói. Tháo một xương ngu á. Hôm nay cũng cần gọi lũ sói là ngon nhất. Nói chuyện ok. Ngon rồi đấy. Rốt cuộc kiếm được cái con luyện linh hồn cho mình. Ok, và hôm nay mình sẽ làm tiếp nữa. Mình sẽ đi tới nơi mà bữa cái tòa thành mà mình gặp cái thằng giáo sư kêu là nó một chúa tể một vùng trong tương lai. Giờ mình sẽ tới ở đây sẽ chiếm lại tòa thành cho nó. Bữa mà nó kêu là chiếm lại nó sẽ trả mình công mình hậu hĩnh. Ok, kêu hướng này à, hình như hướng trên này không ta, ở dưới này đâu không nhớ nè. Ở phía trên này đây tòa thành ở phía này kìa. Bước ra đây từng thằng nhát con. Mày này mày này mày này mày này ba nhát con, một nhát con, bắn tao đi con, bắn tao đi con. Chó rồi ra quẩy đi con, quẩy đi con. Con chục mày đứng núp đó, mày đâu đi ăn một lao, ăn một lao đi con, ăn một lao đi con. Xóa này được nhờ, khá đấy, không muốn cầm ta nuôi nó quậy. Chết đi con, hay đấy con, hay mày thằng nào cháu hơn khuyên mà to không? Móng gì đây không? Để máu. Còn mấy em chó nè. Chó có lợi phết. Bên nhanh nào? Bên này cao vậy. Lên này có gì không? Có rừng. Cái mẹ tết cái bên trái đục tục xuống nhanh lèo lèo lét quá rồi, mấy con sói sao không chết luôn, chúng mày hát nè. Smithing Stone
ra nhảy xuống đây mà không chết. Đây, đi vô trong. Cục bụng. Cắt một con sói này vô. Tụi bay có ít đấy. Sói uy tín. Thôi mình diệt xong cái chỗ khu thai nữa rồi. Giờ mình giết rồi. Sẽ đi lại cái chỗ cái ông tức nơ nữa. Ông ở đây. Cái ông tức nơ ông ở đây. Không cần. Có được một. Coi ông cho mình được cái gì. Hay là ông chiếm gió. Màu gác đèn phá nó ra. Đánh thì tốn thời gian. Ồ, đứng như cây cầu. Không. Nhảy lên. Tôi giết chồng Hoàng Ông. À, là ngươi, ta đợi ngươi rất lâu. Ngươi đã tìm cách chiếm lại pháo đài rồi. Đứng nhiến. Một tin tuyệt vời đấy. Và tên hiệp sĩ đó đã xong đợi. Tốt lắm anh bạn. Cậu làm rất tốt. Ta biết rằng ta đã đúng khi tin vào ngươi. Đây là phần thưởng như ta đã hứa. Cho gì? Nhận lấy đi. Tất cả chúng là của ngươi. Cái cây The Rocker. Rồi, đây là giờ lúc ta quay lại pháo đài. Ta rất nhiều việc phải làm. Trước tiên ta phải thiết lập lại mối liên lạc với những Demon Human. Giữa XG để giao thiệp với bọn Demon Human. Và đó tại sao ta là người kế thừa chính thống kế tiếp của Link Ray. Người đã chứng kiến bạn của ta. Người sẽ thấy nó thôi. À đúng, ta đang tình hỏi người có muốn phục vụ phía trước ta không? Ta thấy tương lai tươi sáng đang chờ đợi ngươi chứng minh dũng mạnh. Phục vụ ta có thể lợi dần quyết định. Màu vàng sẽ trở lại trong mắt của ta hay biết như ngươi. Ngươi nghĩ sao? Có nên làm bề tâu của ông không đây? Không. Nghĩ nên không chấp nhận. Sao cơ? Not that I can't such a miraculous manifestation of Phyllis, would you change your mind? Quậy không? Đừng có mơ. Chữ ổng tới pháo đài rồi. Sao một quỷ? Cây nó vẫn còn. Đi thẳng đường. Có tiếng cái gió rồi. Đây. Chỗ này mình chưa ngầu. Ok, tập này hơi ngắn, có lẽ mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.